Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Liệu Huệ Vương có lật được thế cờ? Ngày 22 tháng 4, báo Tiếng Dân có bài Cái kết nào cho Vương Đình Huệ của tác giả Nông Văn Tiềm. Tác giả nhắc lại khi Bộ Công an bắt trợ lý Nguyễn Quang Linh của Phạm Bình Minh, bắt trợ lý Nguyễn Văn Trịnh của Vũ Đức Đam, bắt Nguyễn Thị Thanh Thủy, em họ ông Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Bạch Thùy Linh, người cùng kinh doanh với con gái ông Phúc, bắt Đặng Trung Hoành, em họ Võ Văn Thưởng, thì tất cả các vị này đều buông súng đầu hàng, rút lui để bảo toàn danh dự. Hình ảnh bài trên báo Tiếng Dân. Tác giả nhận xét, Bộ Công an bắt Phạm Thái Hà, trợ lý của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nhằm mục đích duy nhất là gây sức ép, buộc ông Huệ phải viết đơn từ giã chính trường. Tuy nhiên, trái với toàn tính của Bộ Công an cùng phe nhóm tấn công, họ Vương không dễ bị bắt nạt và chịu thua như các vị Minh, Đam, Phúc, Thưởng. Tất cả đang nín thở trước trận thư hùng có 102 này. Tác giả dẫn thông tin nội bộ cho biết đến thời điểm này, Phạm Thái Hà vẫn chưa nhận tội, bác bỏ mọi cáo buộc về lợi dụng chức vụ, quyền hạn và nhận hối lộ mà cơ quan điều tra Bộ Công an đang áp đặt. Ngày 19 tháng 4, Bộ Chính trị nhóm họp khẩn cấp, ông Huệ kiên quyết phản bác mọi quy chụp trách nhiệm và các đòn tấn công nhằm vào ông. Ông cho rằng, ai sai nấy chịu, luật pháp và điều lệ đảng đã quy định rõ ràng. Tác giả cho biết, ông Huệ mong muốn Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhanh chóng vào cuộc, điều tra, xác minh để trả lại sự trong sạch cho ông. Đồng thời, ông yêu cầu làm rõ có hay không một thế lực lộng quyền, tiếm quyền trong đảng, âm mưu hạ bệ ông, thao túng chính trường. Tác giả cũng cho hay, Tổng Trọng và Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đồng ý đề nghị theo quy trình để Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng với Ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương khẩn trương điều tra mở rộng, báo cáo kết quả cho Tổng Bí thư và Bộ Chính trị. Sau đó, Ban Bí thư triệu tập hội nghị xin ý kiến của Ban chấp hành Trung ương. Thời gian thẩm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đối với ông Huệ là 60 ngày. Hình ảnh Vương Đình Huệ và Tô Lâm, hai đối thủ trong cuộc đấu một mất một còn. Theo tác giả, diễn biến phức tạp, khó phân định, nhưng với cách phối hợp ra đòn của Bộ Công an và Ủy ban Kiểm tra Trung ương, xem ra Vương Đình Huệ khó có thể lật ngược tình thế. Dù hơi sớm nhưng có thể nhận định, ông Huệ gần như chắc chắn sẽ bị truất phế. Tác giả nhận định, ông Trọng đã sai lầm khi dùng tấm gương đạo đức và danh dự để kêu gào, mong đảng viên các cấp thôi không tham nhũng nữa. Do không răn đe, nghiêm trị bằng luật hình sự, mà lại xử lý theo quy định, quy chế nửa vời của đảng, cộng với nộp tiền khắc phục để giảm án, làm cho tham nhũng không hề giảm, ngược lại còn lộng hành hơn, quy mô hơn, thách thức hơn, vơ vét từ địa phương đến trung ương và lan vào đến tứ trụ triều đình. Tác giả cũng nhắc lại sau khi loại được Nguyễn Tấn Dũng tại Đại hội 12, Nguyễn Phú Trọng phát đi thông điệp nhốt quyền lực vào lòng luật pháp, ông ném hàng loạt tướng tá công an vào tù, làm cho Bộ Công an biến mất 6 tổng cục, tinh giảm hơn 60 đơn vị cấp cục. Vô hình chung, quyền lực của cả Bộ Công an chỉ nằm trong tay Tô Lâm, chứ không phân quyền như trước năm 2018. Bộ máy an ninh dày đặc của Tô Lâm đã nắm thóp tất cả, muốn bắt ai, vào thời điểm nào đều do Bộ Công an quyết định. Hiện nay, với sự phơi lưng lắm bụng của Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ, ông Trọng được cho là đã thất bại cay đắng. Sự khủng hoảng nhân sự cấp cao đang là đề tài bàn tán sôi nổi trong đảng bộ các cấp. Phe nào thắng trong các trận thư hùng thì dân chúng cần lao cũng mãi mãi bị đè đầu cưỡi cổ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Liệu Huệ Vương có lật được thế cờ? Cứu trợ SCB chỉ là cho thuốc bổ. Ngày 21 tháng 4, VOA tiếng Việt cho hay, Việt Nam giải thích về 24 tỷ đô la cứu trợ SCB. Chuyên gia nói thuốc chữa bệnh quan trọng hơn thuốc bổ. VOA dẫn lời ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, nói hôm 19 tháng 4 rằng khi SCB rơi vào tình trạng khó khăn, mất cân đối thanh khoản và khủng hoảng vào tháng 10 năm 2022, Ngân hàng Nhà nước đã có giải pháp kịp thời và cần thiết để ổn định tình hình, đảm bảo hệ thống ngân hàng nói chung cũng như hệ thống tài chính của quốc gia. Tuy ông Tú không cho biết chính xác số tiền đã bơm để cứu SCB là bao nhiêu, nhưng VOA dẫn bản tin độc quyền của hãng tin quốc tế hôm 17 tháng 4 cho biết, tính đến đầu tháng 4, Ngân hàng Nhà nước đã bơm 24 tỷ đô la qua các khoản vay đặc biệt dành cho SCB. VOA cũng dẫn nhận định của tiến sĩ Khương Hữu Lộc, giáo sư Đại học Chương trình Thạc sĩ MBA
và từng là giám đốc kiểm toán và giám đốc tài chính CFO cho những tập đoàn lớn nhất Hoa Kỳ, cho rằng đây là chuyện làm đúng của ngân hàng nhà nước. Hình ảnh bày trên VOA. Ông Lộc giải thích, động thái này có tác dụng trấn an người dân để họ không ồ ạt rút tiền, dẫn đến sự sụp đổ của SCB và nguy cơ lớn cho cả hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, biện pháp này chỉ là một liều thuốc bổ tạm thời mà không có tác dụng chữa trị lâu dài. Về lâu về dài, Việt Nam phải chữa bệnh cho SCB và hệ thống ngân hàng bằng cách số tiền này phải được tiêu xài bởi một hội đồng kiểm soát và điều chỉnh việc chi tiêu ở đâu, tái cơ cấu như thế nào. Và những điều này cần phải được đưa lên mạng, lên đài truyền hình để dân chúng biết hệ thống tái cơ cấu như thế nào, tiến sĩ Lộc nói. Ngoài ra, theo ông, còn rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết để ổn định SCB, trong đó có việc xử lý đống nợ xấu vốn đã tồn đọng từ trước đó khi ba ngân hàng được gộp lại. Theo tiến sĩ Lộc, bên cạnh việc bơm tiền, những tài sản của bà Trương Mỹ Lan thuộc diện phải tịch thu thì cần phải thu hồi ngay để có thể dùng làm tài sản thế chân cho gói cứu trợ 24 tỷ đô la. Điều này sẽ có hai tác dụng, giữ cho khối tài sản không bị mất giá và ngân hàng nhà nước có tài sản để bảo đảm. Ông Lộc giải thích, động tác này cũng tương tự như chương trình quá lớn để sụp đổ vào năm 2008 tại Hoa Kỳ khi chính phủ Obama đưa ra gói tài trợ hàng chục tỷ đô la nhưng sau đó đã thu lại cả vốn lẫn lãi. Hình ảnh người dân kéo đến rút tiền tại ngân hàng SCB sau khi bà Lan bị bắt. Theo VOA, quá lớn để sụp đổ là thuật ngữ chỉ các tổ chức tài chính ngân hàng có ảnh hưởng kinh tế đáng kể đến hệ thống tài chính và nếu chúng thất bại, có thể ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế khu vực hay toàn cầu. VOA dẫn đánh giá của một hãng thông tấn Anh cho rằng việc bơm 24 tỷ USD khoảng 5,6% GDP để cứu SCB không phải là một con số quá lớn so với mức chi trung bình của các chính phủ để giải cứu cho các ngân hàng. Nhưng động thái này có thể ảnh hưởng đến tâm lý và niềm tin của các nhà đầu tư về tính bất ổn của kinh tế Việt Nam. Trong lúc các công ty đang tìm cách chuyển cơ sở sản xuất sang Việt Nam để giảm rủi ro phụ thuộc vào Trung Quốc, và việc này giống như lời cảnh tỉnh đối với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, tiến sĩ Khương Hữu Lộc lại cho rằng, chiều hướng dịch chuyển sản xuất và đầu tư vào Việt Nam của các tập đoàn quốc tế sẽ vẫn tiếp diễn bởi các công ty nước ngoài không bị ảnh hưởng nhiều và đầu tư tại Việt Nam vẫn có lợi hơn đầu tư ở Trung Quốc vì những yếu tố rất phức tạp bên Trung Quốc. Dĩ nhiên, đây là điều không tốt, nó làm cản trở như chiếc xe bị rà thắng phần nào, nhưng nó không làm cho chiếc xe ngừng lại hay thụt lùi. Vẫn theo tiến sĩ Lộc, thông thường tại Mỹ, để giải quyết các vấn đề ngân hàng khủng hoảng như SCB, người ta thường chọn một trong hai giải pháp, phá sản hoặc cứu trợ. Tùy theo từng trường hợp, đa số Hoa Kỳ sẽ để cho các ngân hàng phá sản. Chỉ những ngân hàng quá lớn để sụp đổ thì mới được cứu trợ nếu cứu được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Cứu trợ SCB chỉ là cho thuốc bổ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d